một phút mà nó báo 10 tiếng. Wow. Không tin không? 10 tiếng. Sau đó mình kêu bạn đó collect cái project After Effects đó qua máy mình render 42 phút. Bạn thấy kinh khủng không? Tiết kiệm thời gian không? Đáng không bạn? Xin chào các bạn, quay trở lại với Lungota Media. Thì hôm nay mình rất là may mắn đã mời được một cái anh bạn đồng nghiệp của mình. Hai anh em có quay một vài clip rồi. Như hôm nay thì mình chính thức mời anh tham gia vào kênh của mình. Chào tất cả các bạn nha. Mình tên là John Thái, kênh của mình là John Thái Filmmaker nha các bạn. Rất vui được góp mặt trong cái vlog của Lungota. Ở clip trước thì mình có review đập hộp, mình đã show cho các bạn xem về cái tổng quan bên ngoài của con MacBook Pro M1 rồi. Để mà hiểu hơn về cái sức mạnh cũng như là cái khả năng mà phục vụ cho công việc của nó, thì hôm nay thì mời anh Phi. Anh Phi là một filmmaker, là một đạo diễn cũng kiêm luôn là hậu kỳ. Mình sẽ hỏi ngay vào chủ đề chính luôn. Theo như anh nghĩ thì cái con MacBook Pro, cái chip M1 này thì nó mạnh hơn như thế nào so với những cái dòng chip trước của Intel? Ok, hồi Lương giới thiệu hoành tráng là mình hồi hộp áp lực đó các bạn. Mình chỉ là người user, người dùng bình thường thôi mà hỏi cho nghe giống cảm giác như chuyên gia chia sẻ. Thật ra mình đã gắn bó từ Mac cũng hơn 10 năm nay, do lúc mà mình đi là sinh viên bên Úc thì trường họ sử dụng Mac không, nên đó là lần đầu mình tiếp xúc với Mac, và cái máy tính đầu tiên của mình là cũng là iMac xài Intel. Đến bây giờ thì sau đó Apple nó ra cái con Apple Silicon chip M1 đầu tiên là mình mua cho con Mac Mini phía sau của mình. Bạn thấy phía sau có cái logo đó là con Mac Mini M1. Thì mình cũng mua, mình trải nghiệm thử, mình xài, mình dựng thì cũng ok. Nói chung mình rất thích, cái điểm thích đầu tiên của nó là nó ít bị nóng máy so với Intel rất là nhiều, và cái tiết kiệm điện năng rất là nhiều. Lúc trước tiền điện mình nhiều lắm, sau từ lúc mình sử dụng con M1 đó thì tiền điện giảm gần gấp đôi. Và sau đó thì Apple nó mới ra tiếp con M1 Pro, thì nó sẽ là dòng nâng cấp hơn của M1. Cái chip và cái nhân CPU, GPU nó cao hơn. Cái M1 thì cho user bình thường thì ok. Bởi vậy Apple nó mới trang bị trên MacBook Air và MacBook Pro 13 inch thôi. Nhưng M1 Pro thì nó mạnh hơn, nên nó trang bị trên cái dòng 14 inch và 16 inch. Và gần đây thì nó ra Studio, Mac Studio. Nó sử dụng chip M1 Max và M1 Ultra, nó còn mạnh hơn nữa. Tại vì mấy con đó nó to hơn, nên nó thoát nhiệt tốt hơn. Đó thì đó là cái kinh nghiệm mình sử dụng qua các dòng. Và đối với cái con này thì mình mua từ tháng 10 đến nay, thì trước kia mình sử dụng con MacBook Pro 16 inch Intel i9 là cũng khá là nhanh trong phân khúc của nó rồi. Nhưng mà khi mình dựng thì mình nó vẫn bị tiếng quẹt rất là lớn. Khi bắt đầu mà đồ họa xử lý mạnh một xíu á, là bắt đầu cái tiếng quẹt rất khó chịu. Và nó nóng cái tay mình nữa, hao điện nữa. Và nhưng từ lúc mình mua con này, mình cảm giác đối với mình á, mình không phải BA gì, mình đối với mình đây là con MacBook Pro tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Về hiệu năng, về cấu hình, về màn hình, nói chung là có quá nhiều thứ để nói với con này. Thì mình chỉ nói ngắn gọn là nó hiệu năng mạnh nè, không nóng máy nè, ít nóng máy nè, và tiết kiệm điện. Đó là ba cái là mình rất ấn tượng về nó. Em rất là thích khi mà để vào tay lên á thì nó lập tành. Cái đó là cái nó thích. Trước đây á em dùng laptop của các bạn, nó rất là nóng và nó rất là ồn. Nói một tí xíu là em bị cản trở với cái chuyện là dùng với chuyện qua máy mát á, là đơn giản mình không quen thôi. Mình kiểu lười đó, chứ thực sự là em đã mong muốn chuyển qua lâu rồi, nhưng mà trước đây những dòng chip mà của Intel á thì em cảm thấy không có tự tin lắm. Nhưng mà đến khi mà M1 mà nghe anh review này nọ nói về nó nữa thì làm cho mình rất là tự tin để mà xuống tiền mua ngay. Nó rất là thực tế các bạn, tại vì mình mua để phục vụ cho công việc mà. Mà nếu mà nó không có chạy được thì thực sự bỏ tới mấy chục triệu để mua. Thì theo như anh nghĩ thì khi mà anh làm việc đó, phần việc như anh em mình thường dùng những cái chương trình đồ họa, thì anh có bao giờ anh dùng một lần 2-3 chương trình đồ họa một lần và anh cảm thấy lúc mà sử dụng cũng như là render nó thì như thế nào không? Trước kia mình cũng xài vừa song song có MacBook Pro 15 inch và con iMac. Thì mình đầu tiên xài iMac tại vì iMac nó mạnh hơn, nó thoát nhiệt tốt hơn. Nhưng mà nó vẫn còn bị nhược điểm là khi mà render video á, trong lúc thời gian mình đợi nửa tiếng hay gì, thời gian bao lâu để render, mình bật YouTube lên mình xem video nó bị lag liền. Hình ảnh nó bị lag liền. Còn riêng cái dòng MacBook này M1 Pro nè, khi bằng render, phi render từ After Effects nè, từ DaVinci nè, nói chung file 4K hết, render Apple ProRes 444 luôn, nhưng vẫn bật YouTube xem video 4K bình thường không bị lag. Đó là cái mình rất ấn tượng. Mạnh quá hả? Thì mình cũng vừa mới bán con iMac Intel của mình, thì mình cũng mới mua đây thôi, mình cũng trang bị RAM 72GB, mà khi mà mình sử dụng lại iMac cảm giác nó vẫn có gì đó nó bị dựng mà
timeline 4K nó bị giật, nó bị drop frame rất là nhiều, nó không play đúng cái frame rate của mình. Nó giật khó chịu lắm nên cuối cùng mình quyết định bán nó luôn, cứ bây giờ cái combo này mà chơi thôi. Ừ. Khi mình ra cái dòng chip M1 là thấy nó quá là khác đúng không? Đúng rồi, M1 rồi phải nói là rất là mạnh thiệt. Lúc trước có một lần á, các bạn editor của Phi á dựng cái TVC kia là xài con Mac Mini M1 render. Tại vì Phi yêu cầu là bạn là render Apple ProRes 444 để sau đó chuyển qua cái phần mềm DaVinci để chỉnh màu. Thì bạn render nó báo clip đó tầm 1 phút mà nó báo 10 tiếng. Wow. Không tin không? 10 tiếng. Sau đó mình kêu bạn đó collect cái project After Effects đó qua máy mình render 42 phút. Bạn thấy kinh khủng không? Tiết kiệm thời gian không? Đáng không bạn? Mà giá cái dòng này bây giờ nó đang rất là tốt các bạn. Những cái dòng khác, máy tính khác thì lúc nào nó cũng rất là to lớn. Thì theo như anh nghĩ thì về cái màn hình của nó so với những cái dòng trước thì anh đánh giá làm sao? Đối với con M1 này. Thì lúc trước, thật ra lúc trước lúc mà nó launching online á thì Phi thấy cái body này nhìn xấu á, nó giống cái dòng 2008 hay 2009 mà lần đầu Phi gặp á, nó vuông vuông kiểu nó cổ điển này kia. Nhưng mà ra ngoài tập hợp mới thấy nó cực kỳ đẹp. Thì cái ngoài đẹp hơn trong hình lắm các bạn. Nhìn trong hình nó thô chứ ngoài đẹp lắm. Bởi vì lý do Phi mới chọn cái màu silver màu bạc nè, tại vì kiểu nó cổ điển nên màu bạc nè, nó retro nó hợp. Nói chung cái thiết kế thì cũng có ý kiến trái chiều nhưng mà mình xài thời gian mình sẽ quen. Phi thích nhất là cái điểm là khi cầm cái viền nè. Cảm giác nó chắc chắn hơn cái con Intel rất là nhiều. Con Intel mà cầm đây nó mới mỏng quá. Cái con MacBook Pro 16 lên 2019 của Phi á, làm Phi ngồi Phi làm thôi mà Phi quơ tay đụng vô đây nó mớp cái gương. Làm hại Phi bén lại. Mất giá rất là nhiều các bạn. Còn con này nó chắc chắn hơn nè. Đó, cảm giác bạn cầm bạn đẩy lên gập xuống nó rất là chắc chắn với bạn. Cái dòng thiết kế này làm em cảm giác như là Apple kiểu muốn retro lại á. Giống như cái từ lúc 12 nó làm lại thiết kế của iPhone 4 đó. Dạ, đúng rồi. Thậm chí là mới ra mắt đi là tới M2. Đúng rồi, con MacBook Air. Thiết kế cũng vậy luôn. Thiết kế của tụi mình này có tài thỏ luôn. Thì bây giờ khi mà bây giờ mình dẫn tới M2 thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi. Đúng. Khi mà cái dòng M2 ra mắt, cái chip M2 ra mắt đó thì không lẽ là Apple họ muốn khai tử cái dòng M1 hay sao? Theo quan điểm của anh thì anh nghĩ sao? Thì cái này mình nên làm rõ một xíu nha.